giới thiệu cho các bạn năm 2019. Và thực tế là năm 2020 và cuối năm 2020 mình mới được sở hữu một cây CLP 745. Đây, cây Yamaha Clavinova CLP 745 màu đen là có chữ B. Đó, cây này lắp ráp tại Indo. Trọng lượng của nguyên cái thùng này là 96 kg nha các bạn, 96 kg, nó rất là nặng. Cách đây 2 tháng là cái anh bạn ở Đắk Lắk đó, anh gọi điện thoại cho Hoàng. Thật ra Hoàng cũng chưa gặp anh này bao giờ, chỉ toàn là nghe qua điện thoại thôi. Mà anh muốn mua cây này nhưng mà thời điểm đó Covid mà đã có hàng đâu. Mãi tới là tháng 12, mà trong tháng 12 kêu tháng 12 chứ bây giờ là cuối tháng 12 rồi, còn 3 ngày nữa là chuyển qua tháng 1 rồi thì Hoàng mới có được cái cây này. Đó là do Covid, ở bên nhà máy họ sản xuất không kịp, rồi mọi thứ vận chuyển về đây nó cũng khó khăn lắm. Nên đây là cái cây 745 đầu tiên mà Hoàng có, là cây 745 đầu tiên mà Hoàng bán. Đó các bạn thấy thùng nè, Hoàng cao 1m65 thì nó 1m6 rồi, nhét vào xe đâu có vừa đâu. Đó, cho nên là Hoàng phải làm clip đập hộp này để cho anh đó coi, để biết là à, Hoàng bán cây đàn mới cho anh. Đó, thấy chưa, công phu lắm. Bây giờ Hoàng mới hạ nó xuống. Cây này là nguyên một thùng nhưng mà là 96 kg nha, nặng lắm. Rồi bây giờ Hoàng mới cắt ra, nhưng mà trước khi cắt ra đó Hoàng mới chỉ cho các bạn xem nè, mình quan sát trên cái thùng nặng chưa. Rồi bây giờ chỉa lại gần đi Nguyên. Đây nè, đầu tiên CLP 745 màu B ha, còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên đai hết, chưa cắt, tí Hoàng cắt. Thì cái hình ở trên cái thùng nó có hướng dẫn cho mình từng phần để lắp ráp cái đàn. Cho nên các bạn phương xa nào mà muốn mua đàn của Hoàng á, mà Hoàng không thể vận chuyển tận tay được, Hoàng chuyển nguyên cái thùng này đến thì các bạn cũng có thể lắp ráp được ha. Rồi, bây giờ Hoàng mới tiến hành là cắt. Đó. Cắt thì được có một lần thôi. Short này là được có một lần rồi, rồi. À, Hoàng để ý, Hoàng chỉ cho các bạn nha. Mỗi lần mà cắt cái này nè thì mình phải để cái con dao cái khía nó ngắn thôi. Đó, ngắn thôi nha. Dài quá làm sao biết không, lỡ mình cắt xuống trúng đàn sao. Cho nên là cẩn thận chỗ này là tốt nhất. Rồi, chỉa bên hông nữa. Đó, đây này, cái ông phiếu bảo hành này, trời, ông nhét rồi nè. Đây là phiếu bảo hành của phía Việt Nam nhé. Đây là giấy phiếu bảo hành của phía bên Việt Nam, nó màu tím. Ồ, ông nhét làm sao mà được luôn, xấu quá. Rồi cái chỗ này nhét nó xuống. Đó, bắt đầu nó rách rách rồi các bạn ha. Rồi cái chỗ này nó có những cái bấm ghim, mà bấm ghim chắc lắm, cho nên mình cầm như vậy mình dịch cái bạc nó lên ha, và ngược lại. Bên này cũng thế. Lên. Đó, nó lên đều, như vậy là đẹp. Nói. Thấy chưa các bạn? Đây là thùng mới tinh. Một ta có cái gì đây? Trong thùng á, đầu tiên là mình thấy. Thì đây có hướng dẫn sử dụng này. Một quyển sách 50 bài classic. Rồi mình để qua một bên. Cái này xuống. Coi chỉnh cái chỗ này nó rách. Cái cây này nó sử dụng PA500 là cái gì? PA500 á là một cái adapter. Cây này nó thuộc loại lớn cho nên là 500, nhưng mấy cái IDP là PA300 nhá. Cây này là 500 đó. Đó, loại lớn nha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ lại. Hôm nay mình Hoàng cũng chỉ là mở nó ra thôi, chứ Hoàng cũng chưa có bật nó lên đâu. Rồi lát nữa mình gắn lại sao. Đây là ốc. Rồi các thứ ốc. Rồi cái này là, cái này là cái pedal. Cái này là cái pedal. Rồi đây là gì đây? Đây là cái đầu đàn.
ở bên trên là cái đầu đàn, mở ra cho các bạn xem nha. Đó, đập hộp là khoái nhất cái khoảng khắc này đây. Oh, đẹp chưa? Ô 745 đầu tiên mà Hoàng được đập hộp. Đấy, mới tên con này nguyên rọi rọi xuống cho mọi người thấy nè Nguyên. Này nó có chữ 745 mà các bạn. CLP 745 thấy chưa? Đó. Đây là có volume rồi nút nó on off. Ủa cái phím đẹp các bạn. Phím gỗ luôn, phím gỗ. Mà nhất là cái phím đen này này, cái phím đen này nó làm cái màu gỗ đẹp ghê luôn. Thôi. Để cái đoạn này là Hoàng xuống dưới khu trực tiếp cho khách xem. Giờ làm sao mà Hoàng nhấc lên được rồi Hoàng bỏ vào cái thùng xe để Hoàng đi được nè. Còn có đâu, còn 2 phút nữa tới nhà bạn đó. Em ơi, mình đi vô rừng vô rẫy gì nhà bạn hơi bị xa. Ghê không mọi người? Tại cái bài gì hồi nãy hay lắm á. Bài em tự chế mà. Đúng rồi, chế nó mới hay chứ còn bài của người ta đâu hay đâu. Tiếng hay không? Dạ. So với cái cây cũ của em đó làm sao? Tất nhiên cái này tất nhiên rồi hả? Hỏi vậy cũng hỏi nữa không? Hỏi câu vô duyên. Cái cũ không với một triệu. Này gấp mấy lần gì? Đấy, hài lòng rồi đấy. Ủa mà sao em biết anh em sợ trên YouTube em thấy hả? Dạ đúng rồi. Xem cả gan em đặt hàng rồi kêu anh ship rồi em tin tưởng dữ vậy luôn đó hả? Thì uy tín thì em thấy người đánh đàn hay em mới đặt hàng. À, đàn hay mới đặt hàng mày quá. Anh nằm trong cái top đó. À. Chứ không phải anh đánh đàn hay, nhưng mà tại mấy cái người mà đàn hay khác họ không có làm thôi. Ở đây là cái cây CLP 745 mà Hoàng đã lắp ráp lên. Cây này đang ở Đắk Lắk ha các bạn ha. Thì cái 645 và 545 là họ không có cho cái tính năng Bluetooth. Họ có Bluetooth của 645. Nhưng mà ở nước ngoài mới được xài, ở Việt Nam không được xài Bluetooth. Thì Hoàng rất là băn khoăn 745 liệu nó có cho xài Bluetooth hay không. Thì may quá, nãy giờ Hoàng thử thì đã cho xài Bluetooth ha. Đây. Và khi mà xài Bluetooth được rồi thì các bạn có thể connect vào cái, đây, Hoàng ở đây, cái app của nó là app Smart Pianist này và app Call Tracker ha. Smart Pianist này. Rồi bây giờ Hoàng mở nó lên. Thì bây giờ mình đổi tiếng ở trên này là bắt đầu nó bắt. Đây là tiếng piano nha. Rồi. Tiếng piano. Đó, nó connect. Nó có hai dạng connect, nó connect MIDI và thứ hai là connect về connect về audio. Đó, khi đổi qua tiếng organ là đã đổi qua rồi. À, thu tiếng organ này. Tiếng organ nó vậy. Nè. À, tiếng này organ, tiếng organ xoáy nè. Đại khái vậy thôi ha, đại khái tiếng organ như vậy. Rồi, có cái tiếng gì khác nữa? Trong đây nó có nhiều bộ lắm, nó chia theo bộ nè. Quay lại gần giúp anh. Nó có bộ piano. Trong bộ piano nó có nguyên một dọc luôn các tiếng đây. À, các bạn dễ thấy. Hai cái tiếng nổi tiếng nhất của họ là tiếng CFX Grand ha. Đó. Rồi cần cái tiếng Bushenover là cái tiếng mà họ mua, cái hãng Bushenover này là của Đức, họ mua luôn rồi. Đó.
tiếp theo đó là nó có bộ piano forte này, nó có hai tiếng. Tiếng trên là tiếng Mozart piano là dành cho những các bản nhạc của nhạc sĩ Mozart. Chopin cũng vậy. Đó là họ chỉnh sẵn cho mình cái hai cái sao của hai cái nhạc sĩ đó. Rồi electric piano này, nó có một dãy luôn nè. Hoặc là DX rất là nổi tiếng nè. Rồi tiếng đó quá chừng luôn. Gì nữa, tiếng phrase bị hai nhà tiếng này là tiếng mới đó, bữa giờ còn chưa thấy cái đàn nào có cái tiếng này nha. DX Fry nè, còn tremolo không? Ok, cái tiếng này thì quen rồi. Rồi tiếng string, bộ string nó có string, bộ string low slow string. Rồi tiếng core là tiếng của ca đoàn. Rồi chậm nè, tiếng synthesizer nè. À, rồi coi còn gì khác. Bass có tiếng của contrabass là double bass này. Nó có tiếng cymbal nữa. Rồi tiếng bass này, tiếng này cũng Hoàng rất thích nha. Khi nào mà mấy cái cây này mà lên sân khấu nó hơi bị hay luôn, tiếng nó rất là giống luôn á. Quay bằng cái này nó không có, nó thu vô không có được đâu. Nó đánh đại vậy nha. Rồi, túm lại là cây này nó có khá là nhiều tiếng ở trong đó. Chủ yếu cây này người ta mua vì cái tiếng mà. Nhưng cây này nó có cái thêm cái gì, nó có cái tính năng là rhythm nữa nha. Cây này có điệu nha các bạn nha. Rồi điệu thì Hoàng hay dạy mấy clip ở trên mạng thì Hoàng cũng có khai thác cái phần điệu này, phần rhythm nè. Cứ click vô là bắt đầu nó chơi thôi, chứ không gì khó. Rồi cái phần đó cho Hoàng không cần nói nhiều, bây giờ Hoàng sẽ tập trung nói về tiếng. Chủ yếu Hoàng sẽ đánh về tiếng piano cho các bạn nghe nha. Túm lại là mua cái đàn là vì tiếng piano nó hay, vì bàn phím nó đã, hai cái thứ đó là mình quyết định cái này, cho nên mình chủ yếu mình tập trung vào cái tiếng piano nha. Tiếng Brian piano. Thế này coi. Tiếng cũng piano,
À, bây giờ Hoàng quay ra, Hoàng lót với lại cái tiếng string. À, bây giờ lót tiếng string khác, tiếng string này đi, chord đi. Hoàng đàn nhiều rồi, bây giờ Hoàng sẽ nói cái khi mình khui thùng cái này do nó là cái mới tinh cho nên là mình sẽ trải nghiệm được cái bàn phím mới tinh, bởi vì mình cũng là người đầu tiên đánh cái đàn này cho nên là cái phím ấy, Hoàng cảm thấy nó rất là thích ha, rất là thích phím của nó, ở cái phần nhất là phím đen, là phím nhám, phím đen phím nhám, nó làm về mặt gọi là hoàn thiện đi, về mặt hoàn thiện đi, nó khá là đẹp. Còn về mặt khi mà mình cảm nhận bằng cái ngón tay của mình á thì chỉ biết nói là rất là thích thôi, bởi vì cây này là cái cây cao cấp mà, cây CLP là các bạn biết rồi. Hồi đó Hoàng có làm một cái cây là CLP 645 một cái thùng cho một cái bác á, thì đây là cây 745 ha. Vậy thì túm lại cây này nó là đời sau của cây CLP 645, vì vậy mà nó có thêm một vài cái tính năng cải tiến, âm thanh nó hay hơn một chút. Hình dáng thì cũng có thể gọi là nó sẽ nhỉnh hơn, nó đẹp hơn một chút, nó thời trang hơn một chút. Cái phần này nè, nó cao lên một chút nè, nhìn nó dễ nè. Và cái phần vát này nè, nó rất là dễ thương, rất là dễ thương, bởi vì mình nhìn quen mắt với cái model cũ rồi thì cái này đối với Hoàng nó dễ thương, nó có cái sự đổi mới. Rồi tiếp nữa là cái âm sắc, càng ngày đương nhiên họ sẽ càng cải thiện, càng giống cái đàn cơ nha. Rồi và cây này có rhythm và có bluetooth ha, các bạn cứ yên tâm, cây này nó có bluetooth, có bluetooth thì để kết nối để điều chỉnh nó dễ, nhưng các bạn cũng đừng phụ thuộc quá vào bluetooth, bởi vì cuối cùng các bạn mua cây đàn là để đánh cái đàn, nó có bluetooth hay không có bluetooth nhưng nó hay thì mình cứ mua ha các bạn ha. Trong khi Hoàng giao cây ở Ba Mê Thuột thì các anh em ở Sài Gòn đã bán thêm một cây màu trắng, giao ở chung cư Mastery quận 2 này đấy, chung cư cao cấp. Đặt cây đàn cũng cao cấp. Cái cây piano điện này rất là phù hợp đặt ở các chung cư nha các bạn. Nó giải quyết vấn đề về mặt không gian, nó gọn hơn cây cơ, nó vừa lắm. Thứ hai nữa là cái âm thanh của nó mình có thể điều chỉnh to nhỏ, ở đây không có ảnh hưởng đến hàng xóm, nên hàng xóm không than phiền mình được. Đây Hoàng khui hộp cho các bạn xem, Hoàng làm ngắn thôi cho các bạn xem. Rồi ai mà có yêu cầu cái bắt buộc cái âm thanh nó phải hay như cơ đó thì đây, cái cây này nó giải quyết hãng đã làm rồi, họ cố gắng họ làm hay nhất có thể để thay thế cây cơ để đo. Đây là cây này nè, cho nên không có phí tiền đâu các bạn, 55 triệu. Yeah. Thơm quá. Rồi ráp lên xong rồi, nhà anh này màu trắng nên anh này nhất định đòi cây màu trắng, và may mắn lắm là ngay cái thời điểm mà anh cần á thì là có, chứ trước đó chừng tuần, 2 tháng cũng không có. Tuyệt. Bây giờ mới giữa nè.
Nhân đây Hoàng cũng gửi lời cảm ơn đến các bạn đã bỏ thời gian ra xem các clip review đàn của Hoàng, cũng như tin tưởng và ủng hộ các sản phẩm ở bên Hoàng cung cấp. Cũng đặc biệt cảm ơn cái anh mà hôm nay đã cho Hoàng có cái cơ hội để Hoàng đập hồ cái cây này, cũng như ở phương xa mà anh đã quyết định và đặt gần như là đặt cái niềm tin của bên Hoàng. Thì ai mà đã tin tưởng và lựa chọn bên Hoàng rồi thì thật sự là bằng mọi giá là Hoàng sẽ phải cố gắng để mà tiếp tục làm hài lòng những cái người đã đặt niềm tin cho bên Hoàng. Xin cảm ơn và cũng rất là mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cái kênh cũng như là các sản phẩm của bên Hoàng.